Tại chung kết thế giới 2014, thủ lĩnh XBG của Fnatic đối đầu đường giữa hay nhất thế giới khi đó, Samsung Lu Dade. Kết quả là chiến thắng mãn nhãn dành cho XBG trong một kèo đấu sát thủ cực căng. To bring people into fights, Def just finishes Trinity Force. Dade's got Shadow used. Brutalizer. It's all about finding fights. Deathmark going down, but is it going to be enough? Dade is going to be. Not enough to finish off either. The burst just enough to get.